chiến sự tối ngày 28 tháng 10, nhiều binh sĩ Nga tử trận. Trợ lý của Tổng thống Putin đến thành phố Kherson. Tổng thống Ukraine tuyên bố cứng rắn trước cuộc tấn công của Nga. Ông Biden nói gì sau tuyên bố về vũ khí hạt nhân của ông Putin? Rạn nước trong liên minh ủng hộ Ukraine. Chiến sự tối ngày 28 tháng 10, nhiều binh sĩ Nga tử trận. Cả phía Ukraine lẫn Nga đều tuyên bố gây thương vong cho đối phương trong các cuộc giao tranh mới, trong khi phó chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Vladimir Putin được cho là đã đến thăm thành phố Kherson, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine hôm nay 28 tháng 10 khẳng định trong 24 giờ trước, các lực lượng nước này đã làm thiệt mạng 44 binh sĩ Nga và phá hủy một chiến đấu cơ su 25 và một trực thăng tấn công ca 52. Hai khẩu pháo cối và ba xe bọc thép, theo trang The Kiwi Independent, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine còn nói rằng ở huyện Berilab thuộc tỉnh Kherson, binh sĩ Nga đã mất hai kho đạn dược. Nga đã sáp nhập tỉnh Khơ Sân vào cuối tháng trước, hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Trong khi đó, hãng tin TASS hôm nay dẫn lời một đại diện của cơ quan tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Khơ Sân khẳng định lực lượng Ukraine đã nã pháo vào cầu Antonovsky trong tỉnh bằng cách sử dụng 6 quả rocket thuộc hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, nhưng tất cả rocket đó đã bị hệ thống phòng không bắn hạ. Ngoài ra, phát ngôn viên Ivan Filiponenko của lực lượng dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk thuộc miền đông Ukraine và đã sắp nhập Nga trong cuối tháng trước. Hôm nay 28 tháng 10 khẳng định lực lượng này đã làm thiệt mạng 80 quân nhân Ukraine, phá hủy 3 xe tăng, 2 khẩu pháo và 4 xe bọc thép chở quân, theo TASS. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kivi. Trợ lý của Tổng thống Putin đến thành phố Kherson Ông Sergei Kirienko, phó chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Vladimir Putin, đã đến thăm thành phố Kherson, theo ông Sergei Akiono, đứng đầu bán đảo Crimea, cho hay hôm nay 28 tháng 10. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, ông Akiono cho biết thêm ông Kirienko đã đến thăm bến và ở Kherson, nơi đang diễn ra cuộc sơ tán người dân trước khi lực lượng Ukraine được cho là sắp tiến hành một cuộc phản công mới. Ông Kirienko cũng đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở tỉnh cùng tên, thuộc miền nam Ukraine, và đã nói chuyện với các nhân viên tại nhà máy, theo ông Akiono. Tổng thống Ukraine tuyên bố cứng rắn trước cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng bên cạnh đống đổ nát của một máy bay không người lái bị bắn rơi và thề rằng những cuộc tấn công trên diện rộng của Nga vào các nhà máy điện sẽ không khiến người Ukraine suy sụp tinh thần. Trong bài phát biểu được ghi hình hàng đêm hôm 27 tháng 10, Tổng thống Zelensky khẳng định lực lượng Ukraine đã bắn hạ 23 máy bay không người lái trong hai ngày qua. Lực lượng Nga đã nhắm hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào mạng lưới phát điện của Ukraine trong hai tuần qua, gây ra thiệt hại lớn và gây mất điện. Các cuộc pháo kích sẽ không phá hủy chúng tôi, nghe quốc ca của kẻ thù trên đất của chúng tôi còn đáng sợ hơn những tên lửa của kẻ thù trên bầu trời của chúng tôi. Chúng tôi không sợ bóng tối, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Trước đó cùng ngày, một quan chức Ukraine cho hay, thủ đô Kyiv và bốn khu vực có thể phải cắt nguồn cung cấp điện lâu hơn so với kế hoạch sau các cuộc tấn công của Nga. Ông Zelensky còn nói rằng tính đến nay, Nga đã thực hiện hơn 8.000 cuộc không kích và phóng 4.500 tên lửa ở Ukraine. Cùng ngày, Ông Zelensky ký luật tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh thêm 387 tỷ UAH, 10,4 tỷ USD trong năm 2022. Việc thực thi luật mới sẽ giúp thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và các biện pháp đẩy lùi hành động quân sự của Nga đối với Ukraine, theo trang Dzerkiv Independent dẫn thông báo từ chính phủ Ukraine. Ngân sách chi tiêu quốc phòng và an ninh cho năm 2022 lúc đầu được đặt ra ở mức 322,7 tỷ UAH, ngoài ra Reuters ngày 27 tháng 10 dẫn một số nguồn tin tiết lộ. Mỹ đang chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 275 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để tăng cường khả năng phản công chống lại các lực lượng Nga. Nguồn tin cho biết thêm, gói hỗ trợ mới dự kiến bao gồm đạn dược và nhiều bệ phóng thuộc hệ thống trốc két pháo binh cơ động cao HIMARS. Cũng theo nguồn tin, gói hỗ trợ mới có thể được công bố sớm nhất trong ngày 28 tháng 10. Ông Biden nói gì sau tuyên bố về vũ khí hạt nhân của ông Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu ngày 27 tháng 10 rằng ông không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nếu không có ý định. Tại sao ông ấy vẫn tiếp tục nói về vấn đề đó? Tại sao ông ấy lại nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật? Ông Biden nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với mạng truyền hình News Nation. Ông ấy rất nguy hiểm trong cách tiếp cận vấn đề này. Ông Biden nói tiếp, ngoài ra, Phát ngôn viên Nhà Trắng Karim Jinpier cho rằng phát biểu của Tổng thống Putin hôm 27 tháng 10 không quá mới và không cho thấy sự thay đổi trong các mục tiêu chiến lược của nhà lãnh đạo Nga, bao gồm cả ở Ukraine. Tổng thống Biden và phát ngôn viên Jinpier có phát ngôn như trên sau khi Tổng thống Putin có bài phát biểu tại câu lạc bộ Vandai ở ngoại ô Moscow. Trong đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga chưa từng nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân và học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí này cho mục đích tự vệ. Mặt khác, Ông nhận định Ukraine có công nghệ để chế tạo và kích hoạt bom bẩn. Tổng thống Putin còn tuyên bố, Moscow đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng Kyiv không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Sẽ rất dễ giải quyết vấn đề này nếu Washington đưa ra tín hiệu để Kyiv thay đổi lập trường và giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Ông Putin phát biểu, không có cuộc đàm phán hòa bình nào giữa hai bên kể từ khi nỗ lực dàn xếp đàm phán tan vỡ trong những tuần đầu tiên của chiến sự và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai loại trừ một thỏa thuận được đàm phán với tổng thống Putin. Các nước trong liên minh ủng hộ Ukraine. Trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần và châu Âu sắp bước vào một mùa đông lạnh giá, sự đồng lòng của các nước hợp tác ủng hộ Ukraine và đối phó Nga có những dấu hiệu suy giảm trong những ngày gần đây. Tại Mỹ, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy mới đây đe dọa sẽ siết lại nguồn viện trợ cho Ukraine nếu đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử vào tháng sau. Theo tờ The Hill, ông Các Thi nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Ukraine để đánh bại Nga nhưng cũng muốn đảm bảo tiền thuế của người dân Mỹ không bị chi tiêu một cách lãng phí, mất kiểm soát. Đầu tuần này, một bức thư của nhóm hạ nghị sĩ của đảng Dân Chủ gửi Tổng thống Joe Biden bất ngờ được công bố. Trong đó, 30 nhà lập pháp kêu gọi Nhà Trắng tìm giải pháp với Nga để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Bức thư được trút lại chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó kèm với lời giải thích rằng nó đã được soạn thảo từ nhiều tháng trước, nhưng không may bị nhân viên công bố mà chưa được chỉnh sửa. Tuy nhiên, đây được cho là một dấu hiệu cảnh báo về sự mệt mỏi sau hơn 8 tháng chiến sự. Theo tờ The New York Times, sự đóng góp về khí tài quân sự và tài chính của Mỹ cho Ukraine nhiều hơn tất cả những nước trong liên minh cộng lại. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu PEV hồi tháng trước cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng nước này đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine. Tại châu Âu, việc Đức đưa ra chương trình trợ giá năng lượng trong nước đến 200 tỷ euro, nhưng lại phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu, EU, áp giá trần khí đốt nhập khẩu đã gây ra những bất hòa giữa nước này với Pháp và một số nước châu Âu khác. Theo AP, mặt khác, những bất đồng giữa các đồng minh của Mỹ được thể hiện qua cách nhìn của các bên về tương lai của cuộc xung đột tại Ukraine. Một số nước từng thuộc Liên Xô ở Đông Âu muốn Nga bị đánh bại và rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, trong khi các ông lớn như Đức, Pháp và Ý cho rằng viễn cảnh này phi thực tế, theo The New York Times. Một số nước thậm chí lo lắng nếu gây ra một thất bại quá lớn cho Nga có thể đẩy họ vào thế tuyệt vọng phải leo thang chiến sự và sử dụng bom bẩn hoặc vũ khí hạt nhân. Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ngày 26 tháng 10 cũng thừa nhận thực tế trên dù nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người quyết định thời điểm và điều kiện mà ông sẵn sàng đàm phán với người Nga, ông kibi nói, trong diễn biến liên quan, CNN và The New York Times hôm qua đưa tin, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, William Burns mới đây bí mật đến Kyiv để gặp gỡ giới lãnh đạo Ukraine và thảo luận về việc hợp tác tình báo, tăng cường cam kết hỗ trợ của Mỹ.